trôi thật mau để quên đi. Ta nhớ thêm để làm gì? Vì đường còn dài, mình chờ một ngày mai thức dậy chẳng còn mệt nhoài, và nụ cười em yêu vẫn còn đây. Ước mơ ngày xanh chưa thành câu chuyện về nhau, mãi đứng yên ở đằng sau. Đoạn đường ngày nào mình đi qua giờ đã hóa những cơn mưa buốt giá, rơi xuống nơi khóe mắt ai sau một đêm thật dài. Anh đã đánh mất anh rồi mà một ngày đã quay về. Đã có những số nhưng không tìm lại được vòng tay này ấm em. Cơn bão kéo qua đây và một ngày cuốn đi cuộc tình này để ta đứng nơi ấy bơ vơ. Anh đã đánh mất khúc ca chờ ngày được hòa cùng ánh sáng. Xin lỗi vì đã đánh rơi nụ cười thật hiền này. Lớp 9G yêu quý, đúng là gặp rồi lại xa, một bến bờ đón các con đến rồi lại vẫy tay chào. Trong 5 tháng học ở mái trường trung học cơ sở Võ Thị Sáu, các em hãy nhớ nơi đây luôn là cái nôi chắp cánh cho những ước mơ, những hoài bão của các con. Thầy cô luôn là người chia sẻ và giúp đỡ các con. Cổng trường, ghế đá, hàng cây, nơi đây đều có hình bóng của các con. Trong những giờ phút chia tay đầy kỷ niệm này, cô chúc các con thật tự tin, làm bài thật tốt. Cánh cổng trường cấp 3 đang vẫy gọi, các con hãy cùng nhau đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông sắp tới. Cùng dắt tay nhau bước chân vào mái trường trung học phổ thông mà các con mơ ước nhé. Cô yêu lớp 9G. Yeah.